Ly kỳ chuyện chó mực thành tinh báo ân. Ông Vương là ông già quái dị có tiếng ở trong làng Bạch Mục. Ông là người cô độc, lầm lì ít nói. Người trong làng cơ bản đều không muốn qua lại với ông. Nhưng có một vài người có tuổi biết được quá khứ của ông. Ông trước đây vốn không phải như vậy. Họ cũng thầm đồng cảm với ông Vương. Biết ông phải sống cuộc sống như vậy vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Ông Vương vốn mồ côi từ nhỏ, lập gia đình muộn, khoảng năm 36-37 tuổi mới cưới được vợ. Bà sinh hạ cho ông một đứa con trai mập mạp kháu khỉnh. Đáng tiếc, chưa được 2 năm thì vợ ông đã mắc bệnh nặng qua đời. Ông cũng không tái hôn, một mình sống cảnh gà trống nuôi con, chăm sóc cậu con trai là Vương Đại Ngưu khôn lớn. Vương Đại Ngưu cũng khá giỏi giang, thi đậu trường đại học có tiếng nhất tỉnh, trở thành sinh viên duy nhất từ trước đến nay của làng Bạch Mục. Chuyện này cũng khiến ông Vương nở mày nở mặt một thời gian dài. Bất kể đi đến đâu, ông cũng đều vui cười hớn hở. Nhưng đời có sóng gió không đoán trước được. Mùa hè năm đó, Vương Đại Ngưu nghỉ hè trở về nhà thì bị chết đuối dưới sông. Khi ông Vương cùng dân làng khác nghe tin, vội vàng chạy đến hiện trường, con trai ông đã tắt thở từ lâu. Lúc đó, mọi người nhìn thấy một con chó mực bên cạnh Đại Ngưu. Họ cho rằng con chó này chắc rơi xuống sông, Đại Ngưu muốn cứu nó mà cuối cùng chết đuối. Ông Vương đau đớn tưởng như chết ngất, bà con trong làng giúp ông chôn cất cậu con trai, sau đó đem chú chó đen đến nhà ông. Từ đó về sau, người dân trong làng phát hiện ông Vương tính tình trở nên khác hẳn, rất ít khi ra ngoài. Đôi lúc ra ngoài cũng không chào hỏi mọi người, chỉ chuyên chú dắt con chó mực đi dạo. Mọi người thỉnh thoảng nghe thấy ông gọi con chó mực đó một tiếng, lại cũng gọi nó là Đại Ngưu. Nhìn bộ dạng thần sắc hiền từ của ông khi gọi con chó, như thể đã xem con chó này giống như con trai mình. Điều này khiến cho những ai biết rõ nội tình, nghe thấy đều không khỏi chua xót. Vài người phụ nữ trong làng cũng từng bàn tính muốn kiếm một người bạn đời thích hợp cho ông, nhưng ông Vương trước sau vẫn không đếm xỉa đến. Thời gian thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, ông Vương lúc này cũng đã hơn 70 tuổi. Thân thể tuy vẫn được xem là cường tráng, nhưng đôi chân lại đã có chút bất tiện, lưng cũng đã còng hơn trước và càng ít khi đi ra khỏi nhà hơn. Thím Lý sống ở đối diện nhà ông Vương lúc này lại phát hiện một chuyện kỳ lạ. Con chó đen của ông Vương cứ cho là khi mới lượm về chưa được một tuổi, đến bây giờ cũng đã 15-16 năm rồi. Dựa theo tuổi thọ của loài chó, đến giờ hẳn cũng đã như ngọn đèn sắp tắt, giống như ông Vương vậy. Nhưng hôm ấy, khi thím tưới rau sau vườn, vừa khéo bắt gặp một con chó màu đen, miệng ngậm vật gì đó, xông thẳng vào cửa sân nhà ông Vương, giống như cơn gió, đồng thời chân sau nhếch lên một cái, đã đóng chặt cửa lại. Toàn bộ động tác hết sức trôi chảy, làm liền một mạch. Chuyện này vốn cũng không khiến thím Lý thấy kinh ngạc gì cả. Bởi suy cho cùng, mấy năm nay thím ấy cũng đã bắt gặp mấy lần rồi. Con chó này kể ra cũng có chút linh tính, khôn ngoan hơn so với con chó nhà mình rất nhiều. Điều khiến thím ấy bất ngờ là bộ dạng hiện tại của con chó này, nó có bộ lông khắp mình bóng bẩy đen mượt, thân thể khỏe mạnh linh hoạt, thậm chí hình dáng còn to lớn hơn mấy năm trước, nào có vẻ tinh thần sa sút, đờ đẫn chậm chạp như một con chó già. Thím Lý càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ, lẽ nào con chó này đã thành tinh rồi chăng? Thím ấy vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được phần hiếu kỳ trong tâm. Trong lúc làm nông ngoài ruộng, bèn đem những gì mà mình tận mắt chứng kiến nói lại với mấy người phụ nữ cùng làng. Từ đó, mọi người cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về điều quái dị này. Lúc chập tối, mấy đứa trẻ chơi bời liêu lỏng, nghe kể chuyện này, đã tìm đến trước cửa. Nhìn thấy sân nhà ông Vương đóng cửa cài then, cả bọn khích lệ nhau một hồi, liền đập cửa liên hồi, khoảng 2-3 phút, cửa chợt mở ra. Chỉ thấy ông Vương đằng đằng sát khí xông ra, trên tay cầm một chiếc đòn gánh, không nói không rằng, thấy người liền đánh. Lũ trẻ sợ hãi, mau chóng tản ra bốn phía, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Mấy đứa trẻ quay đầu lại, càng nghĩ càng cảm thấy quái dị.
Mới nãy họ đập mạnh cánh cửa liên hồi như vậy, ấy vậy mà một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy. Đây là một điểm kỳ quái. Kế nữa là biểu hiện của ông Vương cũng có phần quá khích. Nếu không phải bị ma ám, cho người ta xem thử một chút có sao đâu, cớ gì phải phản ứng mạnh đến như vậy. Mấy đứa trẻ này cùng nhau bàn tính một chập, quyết định đợi đến nửa đêm khi ông Vương ngủ say sẽ đến tiếp nữa. Lần này nhất quyết làm cho rõ ngọn nguồn. Buổi tối 12 giờ đêm, mấy đứa trẻ rón rén đứng trước cổng nhà ông Vương, thấy trong nhà đèn vẫn sáng. Khuya vậy rồi, ông lão này sao vẫn chưa ngủ nữa? Mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, hai người chắc khỏe, đứng tựa vào bức tường làm cái thang người, còn hai người khác gầy hơn một chút thì đạp lên trên vai của họ, leo lên tường, cùng nhìn về phía gian phòng vẫn sáng. Họ thấy ông Vương lúc này vẫn đang xem tivi ở nhà khách, con chó mực đó đứng bên cạnh ông. Ngó kỹ một chút, bộ lông của nó thật sự mượt mà bóng loáng, đầu óc lanh lợi, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một con chó già đã mười mấy tuổi. Tiếp sau đó, hai đứa trẻ này đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này không thể nào quên. Họ thấy ông Vương từ từ đứng dậy, con chó đen nhìn người chủ, rồi cũng bất chợt đứng dậy, tha một tấm chăn mỏng đắp lên người ông lão. Đồng thời đi đến trước tivi tắt nguồn điện, lại còn rút đầu cắm ra. Một con chó có tố chất trải qua huấn luyện hoàn toàn có thể làm được những việc này, không có gì ngạc nhiên. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là nó đi đứng bằng hai chân, dùng tư thế con người để hoàn thành tất cả thao tác này. Hai đứa trẻ trông thấy sợ đến kinh hồn bạc vía. Lúc này con chó đen đó bỗng quay đầu lại, thấy hai người đang ở trên tường nhìn lén. Nhưng kỳ lạ là nó lại không sủa, trái lại ánh mắt ôn hòa nhìn hai người, tâm thái giống như đang mỉm cười vậy. Nhưng đối với người ta mà nói, nửa đêm canh khuya, trên gương mặt của một con chó đang đứng bằng hai chân lại còn xuất hiện tâm thái như vậy, thay vì nó vừa sủa vừa lao về phía mình, quả thật còn sợ hãi hơn nhiều. Hai đứa trẻ sợ quá, hét lên, ngã về phía sau. May có hai người ở bên dưới phản ứng mau lẹ, đưa tay ra đỡ lấy. Cả bọn cũng không dám nán lại thêm, nhanh như chớp, người nào người nấy tự chạy về nhà mình. Ngày hôm sau, câu chuyện con chó thành tinh của nhà ông Vương đã mau chóng lan truyền khắp cả làng Bạch Mục, nhất thời khiến lòng người hoang mang. Có người nói con chó đó 8/9 là yêu quái nào đó biến thành, chuyên môn đi hút tinh khí của con người. Hiện giờ nó đã khống chế ông Vương. Vậy nên từ sau khi đưa nó về, ông lão này mới trở nên ngày càng quái dị như vậy. Đợi đến khi hút cạn nguyên khí của ông Vương này rồi, e rằng nó cũng sẽ làm hại những người khác nữa. Rất nhiều người ngay lập tức đều tỏ ý tán đồng với cách nói này. Còn bổ sung thêm rằng, hồi đó, con chó này chính là được phát hiện ở giữa sông. Nói không chừng, ngay lúc đầu vốn không phải là con chó, mà chính là quỷ nước chuyên môn hại người. Cũng không biết ông Vương kiếp trước rốt cuộc đã tạo nên oan nghiệt gì. Ngày càng có nhiều câu chuyện lan truyền, cuối cùng bí thư làng phải đứng ra tự mình dẫn theo mấy người đến nhà ông Vương tìm hiểu ngọn nguồn. Khi mọi người đứng trước cửa nhà ông Vương kêu mở cửa cả nửa ngày trời, ông lão nhất quyết không chịu mở. Bí thư làng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, lớn tiếng nói, nếu còn không chịu mở thì sẽ cho người đến phá cửa. Ông Vương lúc này mới chịu mở cửa, trên mặt lộ vẻ bực tức khó chịu. Bí thư làng không thèm để ý, trực tiếp dẫn người xông thẳng vào trong nhà tìm kiếm con chó. Nhưng trước sau đảo qua hết mấy lượt, vẫn không thấy bóng dáng con chó đen đó đâu cả. Con chó đâu? Bí thư làng hỏi ông Vương. Ông Vương chỉ hừ một tiếng không trả lời. Lúc này con chó đen từ đằng xa chạy đến, trong miệng còn ngậm thứ gì đó. Phía sau nó còn có một lão hòa thượng đi cùng. Người lanh mắt đã nhìn ra thứ mà con chó đó tha trong miệng giống như một loại thảo dược. Và có mấy người cũng đã nhận ra vị hòa thượng hiền từ phúc hậu ấy. Ông chính là vị cao tăng của chùa Cung Vương gần đó, pháp hiệu Huyền Cảnh. Rất nhiều người cũng đã từng tìm đến ông làm pháp sự, thỉnh qua xăm, hỏi qua quẻ, đều rất linh nghiệm. Con chó kia cũng không để ý đến mọi người, ngậm lấy thảo dược đi vào trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hòa thượng Huyền Cảnh bước lên phía trước mấy bước,
mỉm cười hợp thập với mọi người, rồi nói: A Di Đà Phật, hãy để lão tăng hóa giải nghi hoặc trong tâm của chư vị thí chủ vậy. Mọi người lập tức im lặng, bình tĩnh lại, nghe vị hòa thượng chậm rãi nói: Vương thí chủ đời trước là đồ tể, từng tạo rất nhiều nghiệp sát, mài thai lúc cuối đời đã làm một việc thiện, vậy nên mới có cơ duyên hôm nay. Tiếp đó, hòa thượng Huyền Cảnh liền kể lại chuyện cũ. Đời trước, ông Vương làm nghề đồ tể, cả đời giết không biết bao nhiêu con vật. Vào cuối đời, một lần ông đang định giết một con chó mực mẹ. Ông ta đã làm đồ tể mấy mươi năm, những chuyện giết chóc này từ sớm đã trở nên vô cảm. Nhưng không biết tại sao, lúc đó khi ông nhìn thấy ánh mắt của con chó mẹ và một chú chó con duy nhất vẫn đang bú trong lòng chó mẹ, bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, nhát dao đó không sao hạ xuống được. Thế là ông dứt khoát thả hai mẹ con chó mực đi. Con chó mực con về sau thành tinh. Từ đó về sau, ông cũng không bao giờ sát sinh nữa. Về sau, vương đồ tể cứ mãi luân hồi trong ác đạo, địa ngục, quỷ đói, súc sinh để hoàn trả nợ nghiệp đã tạo. Tuy mãi đến cuối cùng vẫn được chuyển sinh làm người, nhưng số mệnh lại thiếu thốn tình thân. Bởi vậy, bố mẹ mất sớm, mãi đến lúc 36 tuổi mới lấy được vợ, nhưng cũng chỉ có được 3 năm duyên phận vợ chồng thì vợ qua đời. Con trai của ông, Vương Đại Ngưu, cũng là mệnh phúc bạc. Trong số mệnh hai người vốn cũng chỉ có hai mấy năm duyên phận cha con. Còn con chó mực con năm xưa, cơ duyên đưa đẩy lại tu thành tinh, một lòng không ngừng tìm ông Vương báo đáp ân tình năm xưa đã tha chết cho mẹ con nó. 16 năm trước, nó mới tìm thấy con trai Vương Đại Ngưu, vốn dĩ cậu ta dương thọ đã hết, bởi vậy mới chết đuối dưới nước. Chứ không phải do cứu con chó đen mà chết đuối như mọi người vẫn tưởng, mà hoàn toàn ngược lại. Lúc đó con chó đen muốn cứu Đại Ngưu, chỉ là nghiệp lực quá mạnh, không sao cứu được. Cuối cùng thấy Đại Ngưu đã chết, không còn cách nào khác. Trong lúc tình thế bất đắc dĩ, chó tinh đành cho đi thân thể của mình, đưa hồn phách của Đại Ngưu nhập vào trong thân xác của mình, còn chó tinh thì xuất hồn khỏi xác. Từ đó, chú chó đen này đã trở thành Đại Ngưu, còn hồn phách của con chó tinh không biết tung tích nữa. Mọi người nghe kể đều kinh ngạc không nói nên lời. Trong lòng ông Vương thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thấy vị hòa thượng này đầu tóc bạc trắng nhưng phong thái thoát tục, tuổi tác xem chừng cũng không ít tuổi hơn mình là bao, cũng không ngăn được hỏi rằng: Cao Tăng, ông làm sao biết được chuyện đời trước của tôi và con chó đen này? Viện hòa thượng cười không trả lời, chỉ nói ông Vương vẫn còn 16 năm dương thọ, xin ông hãy tự biết trân quý và bảo dân làng đừng làm ầm chuyện lên nữa. Nói xong liền ung dung bỏ đi. Từ sau chuyện này, ông Vương quả nhiên đã sống 16 năm, vào một buổi sáng tiết trời dễ chịu thì qua đời, sau đó con chó màu đen này cũng mất tích hẳn. Câu chuyện này khiến người ta lĩnh ngộ được thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vậy nên, làm người hãy đối xử tốt với mọi người cũng như những sinh mệnh khác bên cạnh. Câu chuyện này vừa khéo chứng thực một câu nói: nhân gieo của đời trước kết thành quả kiếp này. Ngày xưa, có một thư sinh nghèo học hành rất giỏi, hy vọng thế nào rồi cũng được đỗ cao làm nên nghiệp lớn. Chàng rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy, tấn tới lạ thường. Thầy dạy cùng bạn bè đều mến phục. Thông thuộc hết kinh sử, chàng lại có tài làm thi phú rất hay. Thuở bấy giờ, người ta vẫn tin là học tài thi phận và kẻ sĩ muốn vượt thăng mây thì phải làm việc bố thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. Chàng thư sinh nghèo quá, không làm được việc bố thí mới nghĩ đến cách làm điều thiện. Một hôm, trong khi dạo chơi ngoài đồng, chàng thấy một lũ trẻ chăn trâu đang reo hò kéo một con chạch lớn, bằng tính với nhau làm thịt nướng ăn. Thấy bộ dạng buồn bã của con vật sắp chết, hai mắt ứa lệ, thư sinh liền nghĩ ngay đến việc làm điều thiện. Bỏ ra đồng tiền dành dụm được bấy lâu để mua lại con chạch của lũ trẻ.
Xong rồi, chàng đưa con vật đến bờ sông cái để phóng sinh, sau khi nhắn nhủ nó rằng: Chạch ơi, người ta thường bảo, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Ta cứu sống cho mày hôm nay, mong rằng kỳ thi năm tới, mày sẽ nhớ ơn, phù hộ cho ta làm văn trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang. Sau khi thả con chạch xuống sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm đèn sách hăng hái thêm lên. Kỳ thi gần tới, chàng lạy bàn thờ tổ tiên và cha mẹ rồi phát lều chõng ra kinh đô. Ai cũng nghĩ là với tài học xuất chúng như chàng, ắt thế nào cũng được ghi tên bảng vàng. Song trái với ước vọng của cha mẹ cùng thầy bạn, chàng liên tiếp bị trượt mấy kỳ thi ở cả ba trường. Không nản chí, chàng ở lại kinh đô tìm thầy danh tiếng để dùi mài kinh sử mà chờ khóa tới. Khoa thi sau, chàng cũng hỏng luôn ở cả ba trường như kỳ đầu. Tuổi hổ, chán nản, chàng tìm đường trở về làng. Đến ngày bến đò con sông cái năm xưa, chàng đã phóng sinh cho con chạch. Thư sinh không khỏi ngạc nhiên thấy hai bên bờ có nhiều điếm quân canh gác cẩn mật. Hỏi ra mới biết là ở quãng sông này có một con chạch rất lớn hóa thành mãng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Thư sinh nghe nói thế, đâm ra nghi hoặc, tự bảo thầm rằng có lẽ con quái vật này chính là con chạch chàng đã cứu nạn năm nào. Như vậy, hai kỳ thi vừa rồi chàng bị trượt cũng là hậu quả của việc chàng làm, ngỡ là lành, hóa gây ra hung dữ. Những hành động quái ác của con chạch yêu tinh đã vang lên tới tận thiên đình, thư sinh phải gánh chịu lấy trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ trên kia, thư sinh nài nỉ với người lính canh để cho chàng qua sông. Người lính bảo phải đợi cho khách quá gian đông đã, rồi toán quân cầm sẵn giáo triều theo hộ tống. Bấy giờ sang ngang mới có thể chống trả lại, khỏi làm mồi cho con quái vật. Thư sinh yêu cầu ra đi một mình, rủi ro xin chịu lấy, viện cớ là có việc gấp, không thể chờ đợi được. Rồi năn nỉ mãi, người lính mới cho xuống thuyền. Ra đến giữa sông, chiếc thuyền bỗng nhiên tròng trành đầu lái như muốn lật. Từ mặt nước, con quái vật nhô đầu lên, há miệng lớn, chực nuốt người. Chàng thư sinh vội lớn tiếng bảo nó: Mày không nhớ tao hay sao? Có phải mày là con chạch đã được tao cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ chăn trâu đổ trước, rồi mày lại đội lốt để mày làm hại người ta không? Mãng xà đáp: Đúng đấy, nhưng tao phải ăn thịt mày. Thư sinh liền nói: Hãy nghe đây đã. Mấy năm trước, sở dĩ cứu sống cho mày ở khúc sông này, tao có nói cho mày biết là vì tao tin ở sự biết ơn của loài vật. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Bây giờ mày trả ơn tao như thế phải không? Mãng xà cãi: Lầm rồi, phải hiểu là cứu vật, vật trả oán mới đúng. Thôi đừng chữ, đừng nghĩa lôi thôi nữa, để tao ăn thịt mày cho rồi. Thư sinh nói: Khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý, phải kiếm ai phân xử mới được. Nếu họ bảo mày có lý, thì tao xin bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cần ba lần hỏi thôi, bất cứ gặp người hay loài vật, ba kẻ đầu tiên chúng ta đi gặp đây là ba kẻ phân xử, quyết định cho chúng ta xem ai có lý. Mãng xà nhận lời, trồi lên mặt nước để đi theo thư sinh tìm ba người phân xử. Kẻ thứ nhất họ gặp là một con trâu già yếu đang gặm cỏ bên bờ ao. Chàng thư sinh kể đầu đuôi câu chuyện, rồi hỏi xem ý kiến của con trâu thế nào về câu phương ngôn: cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Con trâu phần sợ rắn, phần xấu bụng, muốn trả thù những sự hành hạ của người ta đối xử với nó bấy lâu, mới trả lời rằng: câu phương ngôn ấy sai, ý nghĩa trái ngược lại mới đúng, vì loài vật ngu ngốc không biết phân biệt điều thiện với điều ác. Loài vật không có trí khôn như người ta mà chỉ nghe theo thú tính. Nghe nói thế, mãng xà chồm lên toàn ăn thịt thư sinh. Chàng bèn nhắc lại điều kiện đã giao kết, rồi cả hai lại tiếp tục đi. Đi được một lúc, họ gặp một con cá gáy to lớn lâu năm sắp hóa thành tinh. Nghe hết tự sự và câu hỏi dò ý kiến trên, cá cũng trả lời như trâu.
thư sinh bắt đầu lo ngại, cùng Mãng Xà lại ra đi. Kẻ thứ ba mà cuối cùng họ gặp trên đường là một người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông cụ này không ai khác hơn là Phật Thế Tôn ở trên trời nghe thấy rõ mọi việc xảy ra giữa chàng thư sinh với con Mãng Xà bạc ác cùng những lời lẽ của trâu và cá gáy, liền hóa ra một ông lão để gặp họ. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện tranh chấp giữa đôi bên, Phật liền mời cả hai về nhà, dùng phép thần thông gọi trâu cùng cá gáy đến đủ mặt, rồi cả năm bước vào nhà Phật, một ngôi chùa. Qua khỏi cửa chùa, ông lão lại trở lại nguyên hình là Phật Thế Tôn, ngỏ lời bên vực cho lẽ phải của thư sinh, nghiêm khắc lên án sự bội bạc vô ơn của Mãng Xà, cùng sự xấu bụng của trâu và cá gáy. Rồi để trừng phạt cả ba con, Phật bắt Mãng Xà hóa ra cái chuông, trâu hóa thành cái trống, cá gáy hóa thành mỏ. Vì thế từ đó, giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, trống bịch bằng da trâu và mỏ làm theo hình cá gáy. Để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lấy lòng ngay thật hiền lành, bất cứ ngày đêm, mỗi lần đọc kinh đều phải gõ vào ba vật nói trên. Câu chuyện bán thịt tự thân mua lễ Phật. Cách đây rất lâu về trước, có một người tên là Thường Đề, tu hành rất tinh chuyên, đạo cao đức trọng nên được mọi người xưng là Thường Đề Bồ Tát. Lúc mới xuất gia, Thường Đề Bồ Tát muốn tìm minh sư nên không ngại lặn lội đường xa cực khổ, không sợ nguy hiểm đường trường. Tinh thần cầu pháp của ông là chưa đạt được mục đích thì chưa ngừng nghỉ. Nhưng đi khắp các danh sơn trong thiên hạ rồi mà chưa tìm ra được một vị thiện tri thức lý tưởng. Có một hôm, ông ngồi dưới bóng mát một gốc cây để nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy một người từ trong không trung bước xuống nói với ông rằng: hỡi vị cầu đạo kia, tinh thần cầu pháp nhiệt tình và tâm nhẫn nại, mọi lao khổ của ông khiến cho mọi người phải khâm phục. Nay tôi đến nói cho ông biết rằng, nhằm hướng đông mà đi, thì ông sẽ gặp được pháp yếu vô thượng, đắc được trí huệ quý giá nhất. Nghe thế, Thường Đề hấp tấp hỏi: đại đức, xin ngài cho tôi biết, nhằm hướng đông mà đi thì phải đi tới chỗ nào mới gặp được vị thiện tri thức cho tôi lại làm thầy? Vị hóa nhân trả lời: cách đây xa, thật là xa, có một chỗ tên gọi là Chúng Hương Thành. Ông đến đó tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, xin học chỗ tối cao trong Phật Pháp. Chúng Hương Thành là một vườn hoa tuyệt đẹp và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị chuyên môn nghiên cứu về Bát Nhã. Đó chính là người thầy lý tưởng mà ông mong cầu. Nghe thế rồi, Thường Đề mừng rỡ vô hạn, lập tức thu thập mấy thứ đang mang theo mình mà nhắm hướng đông đi như bay. Nỗi vui mừng đã khiến ông quên hết mọi cực nhọc, gian khổ dặm trường. Thường Đề đêm ngày đi không ngừng nghỉ, chỉ hận là sao mình không mọc đôi cánh để bay một mạch tới nước Chúng Hương. Đến một thị trấn nọ, ông chợt nghĩ đến một chuyện. Khi đến gặp danh sư bái tổ thì phải mang theo lễ vật nào đó cúng dường. Nhưng đem cái gì được đây? Ngoài tấm áo thầy tu rách rưới trên thân, ông không hề có một vật gì khác. Cuối cùng, ông nghĩ ra một cách, nghĩ rằng những bắp thịt rắn chắc của ông là một món hàng có thể bán được. Vì thế, ông bèn viết trên một tấm bảng, dán trên mình tìm người mua thịt. Nhưng ai lại muốn mua thịt người bao giờ? Một buổi sáng đã qua mà vẫn chưa ai tới mua thịt của ông. Mọi người chỉ nhìn ông bằng cặp mắt kỳ dị, nhưng không ai dám tiến lại gần. Lòng cầu đạo của ông đã làm cho trời đất phải cảm động, nên Thiên Đế Thích muốn thử đạo tâm của Thường Đề, bèn biến thành một ông già đến gần và nói: ôi ông bạn ơi, sao ông lại muốn bán thịt người vậy? Mạng sống là một vật báu vô giá và thân thể là chỗ y cứ của mạng sống, sao lại đem mạng sống quý giá ấy hủy đi mất? Tôi số phận hẩm hiu, phước mỏng, không có tài sản. Thường Đề nước mắt nhòe nhòe trả lời: bây giờ tôi muốn đến thành Chúng Hương cầu pháp, muốn lại Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm thầy.
nhưng tôi không có tiền mua lễ vật cúng dường, vì vậy nên đứng đây bán thịt người, nhưng chẳng ai muốn mua cho tôi. Nghe thường đệ nói thế, ông lão thương hại nói rằng, thôi được, thế thì tôi mua cho ông một cân thịt người, nhưng ông không sợ đau hay sao? Cảm ơn ông lão, cảm ơn ông đã giúp cho tôi mãn nguyện, đã giúp cho tôi giải quyết được khốn khó. Khỏi cần nói đến giá tiền, ông cho bao nhiêu cũng được cả. Nói xong, thường đề bèn đem con dao sắt, cắn răng chịu đau, cắt bắp thịt trên cánh tay. Ngay lúc ấy, giữa đám người đứng nhìn, có một thanh niên trẻ tuổi chạy lại hỏi thường đề. Hỡi vị tu đạo kia, ông chịu đau đớn, khổ sở như thế, chỉ để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Xin hỏi ông rằng, ông làm thế có lợi ích gì? À, cậu không biết chứ, công đức của việc này vô lượng vô biên. Cậu nghĩ xem, cực lạc thế giới là một khu vườn phi diệu. Đức Phật đã kêu gọi chúng ta một cách chân tình như thế. Không lẽ cậu không tha thiết muốn về đó hay sao? Anh chàng thanh niên cảm động trước lời nói khẩn thiết, nhiệt tình của thường đề nên khẳng khái nói. Ngài thật là khả kính, tiền tài mà ngài cần dùng tôi có thể dâng tặng cho ngài. Nhưng tôi chỉ xin ngài một điều là hãy cho phép tôi đi theo để cùng cầu pháp bảo. Tốt lắm, tốt lắm, thường đề trả lời ngay. Lúc ấy, hóa nhân của trời đế thích nói. Thường đề, không phải ta thích gì thịt của ông, ta chỉ muốn thử đạo tâm của ông đấy thôi. Ta không phải là ai xa lạ, mà chính là trời đế thích. Sau này, ta quyết sẽ ủng hộ pháp của ông. Lão già nói xong, dùng cánh tay áo phất nhẹ lên vết thương của thường đề rồi biến mất. Vết thương bèn lành lặn lại như cũ. Thường đề lại tạ trời đế thích rồi cùng anh chàng thanh niên chuẩn bị một vài lễ vật cúng dường xong. Cả hai cùng nhắm hướng chúng hương thành mà thẳng tiến. Tới chúng hương thành, nhờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dìu dắt khai đạo, lại nhờ thường đề tu hành rất tinh tiến, nên sau 7 năm, thường đề giác ngộ được đạo pháp vi diệu, chứng được trí huệ bát nhã và vĩnh viễn giải thoát được sinh tử. Từ đó, người ta gọi ông là Bồ Tát Thường Đề. Người có chí thì làm gì cũng thành. Câu này áp dụng ở đây rất đúng. Chỉ cần chịu nhọc, cố gắng thực hiện, thì việc gì dẫu khó khăn tới đâu cũng có ngày thành công. Số 69. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng lại nói về chuyện một người mù. Lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung là do được thiện tri thức khai thị cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến Tân Trúc thăm bà con, không ngờ bị bệnh nơi đất khách. Tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà ta. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi liền đến chùa Linh Ẩn ở hộ Thanh Thảo nghỉ qua đêm. Do vì thầy Vô Thượng là sư phụ quy y của tôi hồi nhỏ, ăn cơm tối xong bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi: "Sư phụ, thầy xuất gia nhiều năm rồi, thầy có từng thấy qua chính xác người được giảng sanh Tây Phương chưa?" Sư phụ nói liên tiếp: có, thầy đã từng thấy qua người giảng sanh thật. Lúc lâm chung hiện ra kỳ tích có hai người." Sư phụ nói: "Trước đây không lâu, lúc thầy đang nhập thất ở đồng Kim Cang, có một bà già hơn 70 tuổi là người xuất gia ở trong chùa. Bà là một người mù, đến lúc bị bệnh toàn thân sưng phù, bà đến động kêu khóc ầm ĩ, nói là sắp chết, kêu thầy cứu bà ta thoát khổ. Thầy không biết thế nào, đành phải ra thất về chùa. Mắt nhìn thấy lưu phòng của bà cứt đái bẩn thỉu, hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng chẳng kể ngày đêm gì, đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn quan gia. Có một lần có người bà con ngoài đời của bà đến, sư phụ liền hỏi: "Mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó, cô có biết không?" Cô ta nói: "Biết, những người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ. Chả trách bị quan hồn đánh đến toàn thân xương phù, tét da đổ máu." Sư phụ đại từ đại bi liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta. Quét dọn các phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường. Phía dưới đặt một cái thùng,
có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy vô thượng nói, điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này lại tự mình tại sao lộn đầu trồng chúa xuống được, đầu mặt chung qua cái lỗ trên giường, đụng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Bộ kiết cô à, bà phải niệm A Di Đà Phật mới giảng sanh Tây Phương địa khổ được vui. Lúc đó Phổ Kiết Cô nói, một màn tối đen à, tôi niệm không được. Sư phụ nói, tôi niệm một câu A Di Đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A Di Đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu. Niệm khoảng hơn nửa giờ, Phổ Kiết Cô bỗng nhiên lộ nét cười, kêu một tiếng, sư phụ, bây giờ thì đã là bông màn ánh sáng, mười mấy quan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảnh khắc na, mười mấy quan hồn kia liền mượn miệng của Phổ Kiết Cô nói, cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều. Một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng, đúng, quan gia nên mở không nên buộc, các người cũng phải niệm A Di Đà Phật theo để được đới nghiệp giảng sanh, mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ lại kêu Phổ Kiết Cô nói, bà phải bình tâm tỉnh trí niệm A Di Đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, Phổ Kiết Cô lại nói, sư phụ, bây giờ đã ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng, cầm cờ trắng, muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại, hướng lên hư không mỉm cười, an tường mà đi. Từ đây một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình thoát đi được biển khổ ta bà, đới nghiệp giảng sanh liên bang tiêu diêu tự tại. Sư phụ vô thượng lại nói, lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những quan hồn kia là những quan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta giảng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù, chảy máu chảy mủ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào, thật là một tướng lành không thể nghĩ bàn. Tôi nghe xong câu chuyện thật giảng sanh Tây Phương của sư phụ kể, khiến chánh nhân tu trì của tôi về tịnh nghiệp được tăng trưởng, tính tâm rất nhiều, do đó mà vui mừng hớn hở. Sau khi trở về Đại Trung, liền đến nhà cư sĩ Hoàng Quả Triều kể lại cho hai vợ chồng họ nghe. Ai ngờ vợ chồng họ vì tâm hiếu kỳ thúc đẩy, kêu tôi dẫn họ lại hộ Thanh Thảo lần nữa. Đích thân nghe việc đó với sư phụ. Sư phụ lại còn kể một chuyện giảng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo. Người không thoát ly được chính là quan nghiệp, làm chướng ngại nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở quan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân từ khi được học ở hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn Tịnh Độ, thật vô cùng may mắn. Mỗi khi nhớ nghĩ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mù, dáng già lộm khộm, tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, một hơi thở không trở lại thì đã qua đời khác. Tiếp tục đầu thai lại không biết sẽ vào thai lừa hay vào bụng ngựa, luôn luôn thấp thỏm lo âu sợ hãi và cảnh giác nhiều, cho nên đem những điều mắt thấy tai nghe nhiều năm, không nệ gian chương dụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra, nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm. Chuyện thứ 70. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường.
Số lần đem đến như thế rất nhiều. Các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng: "Tôi đến là để đáp tạ ân Phật. Đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A Di Đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn." Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói: 10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết, nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua hai bộ sách Phật, một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà đầy giường và cột rẹp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rệp. Có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rệp. Đại sư Ấn Quang nói: "Hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rệp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rệp đi thả thì có nhiều phiền toái. Không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt thì nó lại lộng đến mức đụng chỗ nào cũng rệp. Thật không biết phải làm thế nào." Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rệp nói rằng: "Này rệp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta này dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rệp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rệp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần. Kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rệp đếm không hết kia không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao." Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: "Tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm. Kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường." Trương Xuyên Giả lại nói: "Phật A Di Đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A Di Đà Phật, rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn 1 trượng an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe
đều té ngã trên đất bị thương rất nặng, gãy xương tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.